Chào tất cả các em. Và bài giảng hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta giải một cái bài toán, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Bài toán mà thầy muốn giới thiệu với chúng ta hôm nay là bài toán có dạng làm chung làm riêng. Thì đây là một bài toán mà một bạn mới gửi lên cho thầy. Thực ra thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn cái dạng này rất là nhiều rồi, nhưng không hiểu sao bạn lại không tìm được cái bài này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn lại cho bạn và tất cả những bạn khác có quan tâm đến cái dạng này nhé. Chúng ta cùng đọc nội dung bài toán. Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Chấm. Nếu họ cùng làm chung 2 giờ, sau đó người thứ nhất nghỉ, người thứ hai tiếp tục làm 4 tiếng nữa mới xong được công việc. Tính thời gian mỗi người làm một mình thì xong công việc. Đấy, đấy là cái đề bài. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta phân tích cái dạng làm chung làm riêng, chúng ta cần phải nhớ những cái gì. Bây giờ chúng ta vào phân tích này. Phân tích. Chúng ta cần ghi nhớ cho thầy, ghi nhớ các vấn đề sau. Cái thứ nhất ý, đó là năng suất nhân với thời gian là ra là bằng phần việc. Còn nếu mà thầy thay cái chữ thời gian này bằng cái thời gian hoàn thành tức là thời gian như nào, là thời gian để mà làm hết công việc nhá. Đấy, thì thầy sẽ ghi đây là năng suất nhân với thời gian hoàn thành. Thì bằng mấy? Các bạn biết rồi, thời gian hoàn thành là thời gian để làm xong công việc. Mà cả công việc thì thầy đã nói rồi là chúng ta coi như là một. Vậy thì đây là sẽ là bằng 1. Đấy. Chúng ta lưu ý như thế cho thầy nhá. Và năng suất là gì? Thì các bạn biết rồi, năng suất là cái phần việc mà cái người công nhân hoặc là cái đội sản xuất làm trong một đơn vị thời gian. Đơn vị thời gian thì tùy theo, có bài thì ngày, có bài thì giờ. Ví dụ như ở đây là sao? Ở đây là giờ nhá, đây này. Ở đây đơn vị sẽ là giờ, bởi vì làm chung xong 2 giờ sẽ xong mà, đơn vị sẽ là giờ. Đấy, các bạn lưu ý thế. Thế thì một cái lưu ý nữa thầy viết thêm ở đây nữa nhá, tức là coi cả công việc là cái số 1. Đấy, tức là 1, coi cả công việc là 1, tức là làm xong cả công việc là coi là 1. Đấy. Và bây giờ chúng ta để giải được những bài toán dạng làm chung làm riêng này thì chúng ta sẽ kẻ cho thầy cái bảng. Bảng thì chúng ta chia làm 3 cột. Cột là các cái thành phần ở trong cái công thức thứ nhất đây này. Đấy. Năng suất, đây là thời gian và phần việc nhá. Ở đây chúng ta sẽ ghi cho thầy là năng suất này. Và đây là thời gian hoàn thành. Hoặc chúng ta chỉ cần ghi 2 cột cũng được nhá. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn nhanh. Đây là chúng ta ghi là cái bảng nhá, bảng này bảng nháp đấy. Năng suất, thời gian hoàn thành. Và ở đây chúng ta thấy là có hai công nhân, có người 1 và người 2. Vậy thì chúng ta là ghi là người 1 tức là người thứ nhất đấy. Và dòng thứ hai là chúng ta ghi là người 2. Thế thì các bạn thấy ở đây nhá, bài hỏi gì thì chúng ta đặt đấy làm ẩn. Ở đây bài là hỏi là gì nhỉ? Thời gian mỗi người làm một mình thì xong công việc. Vậy thì chính là hỏi thời gian hoàn thành nếu mỗi người làm một mình, đúng không? Thế thì ở đây thầy sẽ đặt thời gian hoàn thành của người thứ nhất là gì? Là x. Và thời gian hoàn thành của người thứ hai là gì? Là y. Đây, thời gian hoàn thành của người thứ hai là y. Và bây giờ chúng ta dựa vào cái công thức số 1 này. Tức là năng suất nhân với thời gian hoàn thành là bằng 1. Tức là hai cái đại lượng năng suất và thời gian hoàn thành là hai đại lượng nghịch đảo. Đấy. Ở đây có nghĩa là năng suất
năng suất sẽ bằng 1 chia cho thời gian hoàn thành. Vậy thì thời gian hoàn thành là x, vậy năng suất phải là gì nhỉ? 1 trên x. Và tương tự như vậy, thời gian hoàn thành của người 2 là y, thì năng suất của người 2 sẽ là 1 trên gì? 1 trên y. Các bạn nhớ nhá. Đấy. Và nhớ cho thầy là năng suất là cái phần việc là làm trong một đơn vị thời gian. Đối với từng người ở đây, ví dụ người 1 này làm trong một, ở đây cụ thể là trong 1 giờ, thì người thứ nhất sẽ làm được 1 phần x, đúng không? 1 phần x công việc. Ở đây đơn vị thì ghi là giờ nhá. Là giờ này. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái đề bài và sẽ suy ra cái hệ phù trình, đúng không? Theo bài ra ra ta có này. Chúng ta thấy nhá. Hai người nằm chung thì sau 3 giờ sẽ xong. Có nghĩa là nằm chung có 3 giờ thì người 1 cũng nằm 3 giờ, người 2 cũng phải làm trong 3 giờ. Đấy. Thế thì thầy sẽ lấy năng suất người thứ nhất là x là 1 trên x. Đây, năng suất của người thứ nhất là 1 trên x. Nhân với thời gian là 3 giờ thì đây là chính là cái phần việc người thứ nhất làm trong 3 giờ, đúng không? Cộng với 1 trên y nhân với 3 thì đây là năng suất người 2 nhân với thời gian người 2 thì đây là ra phần việc của người 2 nào. Tức là ở cái giả thiết thứ nhất là hai người cùng làm trong 3 giờ sẽ xong, đúng không? Thì đây anh này, người thứ nhất làm trong 3 giờ, anh làm trong 3 giờ thì được hai phần việc tương ứng này. Mà xong công việc, tức là coi cả công việc là bằng 1, vậy thì hai người này thì người ta có cái phương trình này là cộng vào nhau sẽ bằng 1. Và thêm một cái phương trình nữa. À đây đấy nhá. Nếu hai người nằm chung trong 2 giờ thì người thứ nhất nghỉ. Người nằm chung 2 giờ, tức là người thứ nhất cũng nằm 2 giờ, người thứ hai cũng nằm 2 giờ. Sau đó thì người thứ nhất được nghỉ. Vậy thì người thứ nhất chỉ có 2 giờ là dừng, đúng không? Tức là thời gian người thứ nhất làm là 2 giờ. Và sau khi người thứ nhất nghỉ thì người thứ hai phải làm tiếp 4 giờ nữa mới xong. Có nghĩa là người thứ hai phải làm thêm 4 giờ. Vậy thì chúng ta thấy là người thứ hai làm tổng cộng là bao nhiêu thời gian? 2 giờ cộng với 4 giờ. 2 giờ là cái lúc nằm chung, cộng với 4 giờ là lúc nằm riêng. Đấy là người thứ hai phải làm đến 6 giờ, đúng chưa? Vậy thì ta lấy 1 trên x là năng suất người thứ nhất. Năng suất người thứ nhất nhân với thời gian người thứ nhất là mấy giờ? 2 giờ. Người thứ nhất chỉ làm 2 giờ thôi, làm chung 2 giờ sau đó nghỉ mà, đúng không? Người thứ nhất chỉ làm 2 giờ. Chúng ta sẽ cộng với 1 trên y là năng suất của người thứ hai, nhân với thời gian của người thứ hai là gì? Là 6 giờ. Bởi vì sau khi làm chung 2 giờ thì đội người thứ nhất nghỉ thì người thứ hai phải làm tiếp thêm, cộng thêm 4 giờ nữa mà. 2 cộng 4 bằng 6. Đấy. Và cũng xong công việc, đúng không? Vậy thì cái này cũng là bằng gì? 1. Đấy. Vậy là dễ dàng chúng ta đã có được cái hệ phương trình rồi, được chưa? Ở đây các bạn lưu ý là thầy chỉ hướng dẫn các bạn lập bảng và nháp thôi, và ra được cái phương trình mà có thể là giải ra đáp số thôi. Còn cái việc mà gọi như thế nào các bạn tự túc nhá, các bạn tự làm. Đấy. Ví dụ ở đây thầy sẽ giải cái hệ này bằng cách là đặt 1 trên x là bằng a, 1 trên y là bằng b. Đây các bạn nhớ nhá, khi đặt x ở đây, y đây thì là thời gian hoàn thành, x y phải là những số dương nhá. Ở đây là lớn không này, có thể điền thêm vào lớn không. Khi ta đặt thế này rồi thì ta sẽ có hệ là gì? Ta suy ra cái hệ phương trình là gì nhỉ? 3x 3a cộng với 3b bằng 1, và đây là 2a cộng với 6b là bằng cũng bằng 1. Vậy thì thầy sẽ giải nhanh bằng máy tính nhá. Bây giờ thầy sẽ bấm máy tính nhanh, các bạn sẽ tự tính toán cho thầy giải hệ. Ở đây thầy sẽ bấm 1 5 3. Đây là hệ số a là bằng 3 này, hệ số a b là bằng 3 này, b c là 1 này, a phải là 2 này, b phải là 6 này, c phải là 1 này. Và kết quả là ra là a là bằng 1/4. Các bạn lưu ý nhé, trong máy tính là nó bấm là x y, thì đây là thầy là a b thì thầy là a, rồi đến b là bằng 1/12, tức là y là 1/12 đấy, ở trong máy tính ấy, chưa? Sau khi bấm ra như này rồi thì ta a ra a b rồi, thì ta vừa đặt 1 trên x bằng a, 1 trên y bằng b, ta lại nắp ngược lại. Vậy thì ta suy ra gì đây? 1 trên x là bằng 1/4, 1 trên y là bằng 1/12. Và từ đây chúng ta dễ dàng tính được là x là bằng 4, y là bằng 12. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy nhá, x y này là những số dương. Đấy.
thỏa mãn điều kiện đề bài. Vậy thì chúng ta kết luận đây chính là gì đấy? Đáp án của đề bài. Vậy thì chúng ta nói là vậy đội người thứ nhất là một mình thì sau 4 giờ là xong, và người thứ hai là một mình thì sau 12 giờ là xong cái công việc này. Đấy. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta xong cái bài toán. Và thông qua bài toán này các bạn nhớ nhé, ôn lại về cái bài toán làm chung làm riêng nhé. Các bài thầy đã giảng cho chúng ta nhiều rồi. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra lại nhé. Chúc các em thành công, chào tạm biệt các em.